Xin trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung lý do các nhà sư dễ giàu có và dễ suy thoái. Nguồn tin từ Facebook Dương Quốc Chính. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Phật giáo ở Việt Nam bây giờ cũng gần như quốc giáo, Đảng tuy không chính thức công nhận điều đó nhưng nhìn cách ứng xử của lãnh đạo đảng và chính phủ là biết lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam rất được trọng vọng. Các vị trưởng lão hòa thượng, lãnh đạo giáo hội khi mà viên tịch là có tứ trụ đến viếng là đủ hiểu. Trên lý thuyết thống kê, công giáo mới có lượng tín đồ đông nhất cả nước tầm 7 triệu. Đây là giáo dân xịn, tức là có khai lý lịch tôn giáo. Còn Phật giáo nhiều người nhầm tưởng là nhiều Phật tử nhất, nhưng thực tế chỉ có khoảng 4,5 triệu. Phần còn lại, tầm 80% dân số đều sẵn sàng đi chùa và chém Nam Mô A Di Đà Phật có vẻ giống Phật tử thì thực ra chỉ theo phong tục thờ cúng tổ tiên. Vì phong tục này dựa trên nền tảng của triết lý Phật giáo nên nhiều người lẫn lộn hai cái với nhau. Phật giáo ở Việt Nam chủ yếu có hai phía Bắc tông, Đại thừa và Nam tông, Tiểu thừa, Nguyên thủy. Nam tông từ Ấn Độ truyền sang nên gần với Phật giáo Nguyên thủy hơn. Bắc tông từ Trung Quốc truyền sang nên đã bị độ chế nhiều, bị lẫn lộn với Lão giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Trong giới bình dân không dành Nho giáo thì được thay bởi Mẫu, không gọi là Mẫu giáo, được gọi chung là Tam giáo đồng nguyên. Tam giáo đồng nguyên mạnh mẽ nhất vào thời Lý, Trần khi Phật giáo là quốc giáo. Các nhà sư còn tham chính, thời Lý có vị vua còn đi tu, thời Trần. Tam giáo đồng nguyên là một thủ thuật cai trị của nhà nước phong kiến Đại Việt, học theo Trung Quốc. Lúc đó chưa có miền Nam và tất nhiên chưa có Phật giáo Nam tông, chỉ có ở miền Nam từ khoảng năm 1930. Tam giáo này đều có triết lý hài hòa với phong tục thờ cúng tổ tiên nên bám rễ rất chặt chẽ vào đa số dân Đại Việt cho đến hiện nay. Đa số dân Việt Nam có lẽ không đủ kiến thức để phân biệt được tam giáo nói trên nên đều quy về Phật giáo. Thậm chí hài hước hơn nữa, nhiều người hiện nay vẫn lẫn lộn luôn cả thuật phong thủy, cúng bái trừ tà ma, bói toán với Phật giáo thầy chùa đi xem phong thủy kiếm tiền như thật thực ra thì những thứ đó thuộc về đạo giáo không phải là phật giáo các nhân vật như thái thượng lão quân hay việc cúng bái trấn yểm giải hạn của cao biền hay là khổng minh là thuộc về đạo giáo đạo giáo bởi nguồn từ triết lý của lão tử đạo đức kinh sau đó bổ sung bởi trang tử nam hoa kinh ai muốn tìm hiểu sâu có thể hỏi giáo sư tiến sĩ Google. Việc thờ cúng tổ tiên dựa trên nền tảng của đạo giáo rất nhiều, nhất là việc cúng bái tang ma. Việc này lẽ ra là do các thầy cúng, đạo sĩ chủ trì. Nhưng bây giờ nhiều vị sư cũng đi làm lễ cúng bái ma chay, cướp việc của thầy cúng. Đây cũng là sự lẫn lộn giữa Phật giáo với đạo giáo. Nho giáo hay khổng giáo thực ra là khá khác biệt với hai tôn giáo trên đó là hệ thống triết lý do khổng tử khởi xướng phạm vi ảnh hưởng của nó rất rộng lớn bao trùm lên toàn xã hội nên nhiều người cho rằng nho giáo cũng có tính chất toàn trị như cộng sản mình thì thấy nó chưa toàn trị bởi vì chủ yếu mới chỉ là quản lý triệt để được các nho sĩ những người có học gọi chung là người quân tử còn dân đen thì bị coi là tiểu nhân thì nho giáo không quản lý được. Còn triết thuyết của cộng sản hay phát xít thì mới là toàn trị thực thụ. Từ thời nhà Hán, nho giáo đã trở thành trung tâm cho việc quản lý xã hội. Nhờ đạo nho, các gia đình ít phải can thiệp tới đời sống của nhân dân do các làng tự lập hương ước mà gần như là tự trị. Các nho sĩ là những người quân tử, thấm nhuần đạo nho và là tấm gương cho đại chúng noi theo. Khái niệm sĩ phu Bắc Hà cũng bắt nguồn từ các nho sĩ sẵn sàng chịu chết chứ không chịu nhục nhờ có nho giáo mà chính quyền phong kiến quản lý xã hội rất dễ dàng thông qua các nho sĩ và hệ thống chiết thuyết nho giáo nho giáo trở thành chuẩn mực đạo đức xã hội và nho sĩ là các tấm gương cho nhân dân nhưng tam giáo đồng nguyên còn khiến nhà nước phong kiến trung quốc và việt nam cái bóng của trung quốc càng dễ dàng cai trị người dân hơn nữa vì nếu dùng nho giáo nho sĩ để mà quản dân thì không hiệu quả nhà vua sẽ dùng tới các nhà sư phật giáo hoặc đạo sĩ với các thuật trừ tà ma trấn yểm thì không có dân nào mà cưỡng lại nổi phật giáo thần tiên ma quỷ tam giáo đồng nguyên nó lợi hại như vậy trong việc quản lý xã hội nắm cả hồn lẫn xác của dân nhưng mà đã có thời gian dài nó bị đánh bật ra khỏi xã hội trung quốc cũng như việt nam bởi vì chủ nghĩa Mark Lenin trong giai đoạn Cộng sản 1.0 tức là nguyên bản là thời Mao Trạch Đông và Lê Duẩn. Giai đoạn này, tam giáo nói trên bị coi là mê tín, Phật và lão giáo. Đền chùa cũng bị phá hủy một phần, còn nho giáo thì bị coi là tàn dư của phong kiến tới nát. Đến thời Cộng sản 2.0, bên Trung Quốc từ Đặng Tiểu Bình và Việt Nam là từ Nguyễn Văn Linh đến nay người ta mới khôi phục lại tam giáo đồng nguyên và đưa nó lên một tầm cao mới trong việc trị quốc và duy trì chế độ. Chùa chiền được xây dựng nhiều, to đẹp, hoành tráng. Thầy cúng được tự do hành nghề và tư tưởng nho ra được khoách trương với đạo quân thần, đề cao tinh thần trung quân ái quốc. Kết hợp với tam giáo với chủ nghĩa cộng sản sẽ từ giáo đồng nguyên thì vô địch thiên hạ về việc trị quốc an dân. Từ khi tứ giáo đồng nguyên được công nhận không chính thức, thì công chức có lẽ 99% tỏ ra sùng đạo Phật. Anh em đi lễ chùa, cúng dường hoặc sai đệ tử sân sau cúng dường hàng ngàn tỷ như không. Anh em doanh nghiệp sân sau cũng vậy, chắc 99% là sùng Phật giáo, thậm chí nhận là Phật tử. Hầu hết thì anh em củi vào lò hay là doanh nghiệp sân sau góp phần giúp đại ca vào lò đều luôn mồm ra giả A-di-đà Phật. Ví dụ gần đây nhất là chị cục trưởng cục lãnh sự, chém gió ấp ảnh Facebook đến tận Tây Tạng lễ Phật Thỉnh Kinh. Mấy năm trước thì cư sĩ Nhật Vũ, phó ban truyền thông của Giáo hội Phật Giáo cũng cùng một hòa thượng khác, cũng là phó ban của Thích Trúc Thái Minh, người thì đi tù, người bị kỷ luật Phật, thiện tài, thiện tài. Phật Giáo chắc là tôn giáo mà có nhiều tu sĩ, Phật tử, cư sĩ đi tù nhất. Còn dân đen thì chắc không dưới 90% luôn mồn chém là a di đà Phật trên Facebook. Ra Tết thì 100% đi chùa thì 99% cũng chỉ là cầu tài, cầu lộc, cầu an và cũng 99% không phân biệt được tam giáo nói trên. Chính vì có tứ giáo đồng nguyên nên các nhà sư mới giàu có và dễ suy thoái. Vừa rồi có vụ thiền sư thích nhất hạnh viên tịch thì anh em ào ào và bênh thầy điều kiện cơ bản cũng nằm trong thành phần trên. Phật giáo làng Mai còn có thành phần seo hép nên là càng dễ cho có nhiều đệ tử. Tóm lại, Tam giáo và Tam giáo Đồng Nguyên hay cả Tứ giáo Đồng Nguyên và thủ tục thờ cúng tổ tiên đều xuất phát từ Trung Quốc rồi lan sang Việt Nam cùng với Phật giáo Bắc Tông. Chính vì vậy nên Phật giáo Việt Nam muốn chống suy thoái chắc chỉ còn con đường khuếch trương Phật giáo Nam Tông do không bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Ngày Tết là ngày mà tứ giáo được thể hiện rõ rét nhất, từ việc thờ cúng tổ tiên, đạo mẫu, đi chùa, lễ cầu an, cầu tài lộc, cầu duyên, cầu tự và kỷ niệm ngày thành lập đảng. Nhiều người cho rằng những thứ trên là nền tảng đạo đức của người Việt. Tết nhất là đi chơi, lễ bái tổ tiên không đầy đủ, không cắm quốc kỳ là vô trách nhiệm không có con trai để thờ cúng tổ tiên là bất hiếu. Thực ra Phật giáo nguyên thủy không nặng nề như chuyện đó đâu. Nhưng bây giờ là thời của tứ giáo đồng nguyên. Phật giáo suy đồi nên nó mới thế. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài viết của tác giả Sương Quốc Chính. Lý do nhà sư dễ giàu có và dễ suy thoái. Đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.